bằng lái xe đến giờ mà vợ vẫn chưa được thử lái xe lần nào. Hay là chồng cho vợ lái thử nhá. Thôi để chồng lái cho. Ôi thôi đừng, để chồng đi lên ghế ngồi đi để vợ lái cho. Con dâu hôm nay lái xe à? Bố, bố đi đâu đây? Con dâu à, bố còn một vài năm nữa thôi là về hưu rồi. Bố nghĩ là không nhất thiết phải mạo hiểm như thế đâu. Không, con sẽ đi chậm mà. Thôi con à, bố vẫn còn một ít tiền trong sổ tiết kiệm đi để cho bố tiêu mốt. Cái bố, bố, cái thằng. Dạ, em muốn đi cùng với bố ạ. Đi là đi thế nào? Cứ ngồi yên đấy. Chị ơi, em còn chưa lấy vợ, gia đình mình không thể không có người nối dõi thông đường được. Yên tâm, chị lái xe an toàn mà. Thôi chị cho em xuống. Thôi được rồi, biết. Vâng. Em vợ ơi, anh cũng muốn xuống cùng. Không được, anh là chồng của em, anh phải ở bên cạnh em mãi mãi chứ. Thắt dây an toàn vào, như em đây này. Đấy. Thắt dây an toàn vào. Xong chưa? Chưa. Đi nhá.